Vâng, và không biết là khi mà nhiều người cùng nói rằng yêu thương là phải có một sự dũng cảm với bản thân mình, là mình phải biết là cái yêu thương của mình là đúng hay sai, cái yêu thương của mình có phải là yêu thương thật sự hay không, và đồng thời cũng là một sự dũng cảm, tức là mình dám đứng lên nói những để bảo vệ những cái chánh nghĩa, những cái điều phải trong xã hội. Chẳng hạn như bây giờ môi trường của chúng ta bị phá hủy mà chúng ta cứ lờ đi, cứ tiếp tục để cho phá hủy tiếp thì không được. Chúng ta phải dũng cảm, chúng ta phải hiểu rằng những cái hành động mà chúng ta hoang phí như vậy là tiếp tay cho hủy hoại môi trường. Thì cái này á, là yêu thương chắc chắn là cần phải có một sự gọi là sáng suốt và đồng thời một sự can đảm để mà làm. Vâng, yêu thương nó phải đi kèm với lại trí tuệ. Mình không thể nào yêu thương một người mà không có trí tuệ được. Khi mà mình nhận thấy là đây có phải là tình thương mà nó đúng cái nghĩa của tình thương nó hay không, thì nó đòi hỏi mình phải có cái trí thì mình mới nhận ra được. Và cái thứ nhì á, để mà mình nói về dũng cảm, để mà mình có thể giúp đỡ cái người đó, nâng đỡ cái người đó, hoặc là thay đổi cái môi trường á, trước khi mình đưa ra cái lời nói hoặc là cái hành động á, thì mình phải xem xét cho nó kỹ là mình đang ở trong cái trạng thái nào. Ví dụ như á, mình đang rất là bực tức cái người đó, hoặc là mình đang có nhiều cái chất độc ở trong người của mình á, thì mình không phải là mình đang muốn cho cái người đó tốt hơn hoặc là mình gây dựng dũng cảm, mà là đó là cái phản ứng của mình dựa trên cái hành xử của cái người đó, thì nó không đưa ra cái kết quả như mình mong muốn đâu. Ví dụ như là cái môi trường mà mình đi biểu tình chẳng hạn, mình có thể có những cái buổi biểu tình để mình chống cái gì đó, hoặc là mình muốn cho về năng lượng mọi thứ nó tốt đẹp hơn, thì trước khi mình làm á là mình phải suy xét cho nó kỹ. Mình đang làm với lại cái tình thương để bảo vệ cái vũ trụ này, hay là mình đang sân với lại cái đảng đó, cái party đó, mình Đúng rồi. coi cho nó kỹ. Và Cindy ngày xưa cũng cũng đi biểu tình rất là nhiều, biểu tình về để bảo vệ môi trường rồi chống đối những chính sách. Thì mình thấy là ở cái lúc đó mình đi là mình nghĩ gì, mình lúc đó mình nhỏ bé quá, mình đâu nghĩ gì cho tới vũ trụ đâu, chỉ vì mình không thích cái đảng đó thôi, mình không thích cái chủ trương đó, cho nên mình đi là vì cái bản ngã của mình, chứ không phải là vì Đúng mình vậy. muốn cho một cái gì đó nó tốt đẹp hơn cho cái thế giới này. Nếu như ngày xưa đó mà khi mà có những cái cuộc biểu tình không có bạo động á, thì mình thấy không, những cái vị thánh đó đó, hoặc là những cái vị lãnh đạo đó, họ biểu tình rất là ôn hòa, vì con người của họ làm vì một cái mục đích ôn hòa, cho nên tự trong người của họ không thể nào phát sinh ra những cơn giận được, họ không có bao giờ bực tức những cái người mà chống đối lại họ, nhưng mà họ vẫn giữ cái ý tưởng của họ, Đúng họ rồi. vẫn muốn bảo vệ tất cả mọi người, nhưng không bằng cái sự bạo động. Khi mà mình dùng cái bạo động á, mình dùng vũ lực hoặc là mình dùng lời nói, tự trong người mình nó có nhiều sân hận sẵn rồi, thì làm sao mình có thể nhận được một cái quả yêu thương được. Cho nên cái gì mà muốn thay đổi ở chung quanh đó, hoặc là mình muốn dung hòa chung quanh đó, là nó phải tự trong người mình nó xuất phát ra. Khi quý vị yêu thương cha mẹ, con cái, tất cả các vật chung quanh, cây cối, môi trường của mình, cuộc đời của mình đó, thì mình xem lại trong người của mình coi người mình nó đã lành lặn chưa, người mình nó đã phát triển chưa, và người của mình á, nó có là cái tình thương nó tự động không, hay là nó phải có cái đối tượng, giống như cái đối tượng đó mình dễ nhìn quá, cái đối tượng đó dễ thương quá thì mình thương, nhưng mà những cái đối tượng dễ ghét mình thương không được tại vì nội lực mình nó không đủ mạnh. Xin đi nhận thấy á, là và cái này ở trong các sách cũng nói luôn, ngoài các bậc thánh thì mình không nói rồi, nhưng mà chung quanh mình á, mình để ý á, những cái con vật á, giống như là con chó chẳng hạn, thì nó mới là cái người yêu thương chủ của nó không có điều kiện, là nó không cần cái người chủ đó làm gì cho nó hết á, không cần cho nó ăn luôn, nó vẫn thương, hễ đi về là nó quẩy đuôi, vì nó không có đòi hỏi gì ở cái chủ của nó hết, cái người chủ của nó chỉ là cái đối tượng để cho nó thương thôi. Còn mình thì khác. Mình thương cái con chó đó, nhưng con chó đó phải ngoan nhá. Ê, và con chó đó không được làm bậy ở trong nhà hoặc là phá, còn thôi là mình cho nó đi. Thì mình thương nó, nhưng mà nó phục vụ lại cho cảm xúc của mình. Nói thì nó rất là khó để cho mình chấp nhận và nhìn nhận những cái đó. Nhưng mà lúc trước Cindy có làm một cái episode là nhân danh tình thương, phải không ạ?
đa phần mình nhân danh nhiều lắm còn đạt tới cái true love nó rất là ít. Mà chị An Miên biết là trong cái ngoài cái việc Cindy tư vấn tâm lý, Cindy cũng có nhiều case tư vấn tình cảm. Và Cindy thấy là đa phần người đàn ông không có bao giờ đạt tới cái phần ít lắm họ đạt được tới một cái gọi là true love, là họ thương ít lắm. Vì cái người mà dẫn dắt cái mối quan hệ là cái người phụ nữ, nhưng mà cái người phụ nữ là đi theo cái những cái quán tính của mình và những cái cảm xúc và những cái vết thương của mình, cho nên nó không có đưa được cái mối cái con đường đó đi tới cái true love thật sự. Trước khi người ta thương mình đó là mình kiểm soát trước rồi, trước khi mà người ta có thể làm tốt cái vai trò của một người đàn ông đó, thì mình dành mình làm cho nên mình không có dẫn dắt được cái mối quan hệ đó. Cindy thì không có phải là về chuyên gia về tình cảm, nhưng mà về cái mặt tâm lý của con người á, nó na ná, nó giống nhau, nó không có đi xa ngoài cái gọi là bất toại nguyện của bản thân, nhu cầu tham của mình á, cái nhu cầu muốn của mình nó nhiều lắm, mình muốn, và khi mình không muốn thì mình nổi sân lên, mình giận với cái người đó và mình bắt cái người đó phải đi theo ý của mình. Nhưng mà cuộc đời không bao giờ đi theo cái ý của mình được. Mỗi cá thể chúng ta đều có một cái background riêng, một cái nhận thức riêng. Cho nên á, thương người nào là phải cho họ được cái tự do. Tự do để sống cuộc đời của họ, tự do được là họ và tự do để được yêu thương mình nữa chứ. Vâng, khi mà nói về cái tình yêu thương đó thì chúng ta bao gồm hết tất cả. Ngay cả những tình yêu thương nhỏ bé của đôi lứa, cho đến gia đình, cho đến xã hội, cho đến loài người. Và chắc chắn trong tình yêu thương là không có sự kỳ thị, không có sự phân biệt. Nhưng mà có một cái câu mà An Miên nhớ mãi, mà An Miên cho nó là kim chỉ nam để mà hiểu thế nào là tình yêu thực sự. Tức là đây là một câu nói của một người chồng đối với một người vợ. Tức là anh ấy nói như thế này, là anh hạnh phúc ngay cả khi em hạnh phúc với một người khác. Hồi đầu nghe cái đó thì An Miên thấy là làm gì có chuyện đó. Nhưng mà sau này khi nghiền ngẫm lại suốt cuộc đời của cặp vợ chồng đó thì An Miên lại thấy có thật. Ngay cả khi sau này bà ta không có sống chung với lại ông nữa, nhưng mà ông vẫn là thương quý bà ta y như cái thuở mà hai người sống với nhau. Mà một điều ngạc nhiên nữa là ngay khi mà bà ta lập gia đình với một người khác, cái người đàn ông đó vẫn giúp đỡ người vợ mình với lại người chồng mới của vợ mình một cách rất là bình thường như ngày xưa. Thành ra An Miên mới nói là, xong rồi An Miên cứ kể lại cho bố An Miên nghe thì bố An Miên nói là ông này là trường hợp đặc biệt rồi thế gian chỉ có một. Nhưng mà An Miên nghĩ chắc cũng có nhiều người mà mình không được gặp thôi, đúng không? Dạ, true love nó có chứ. Cái tình thương thật sự mình có, và nhất là nếu mà quý vị nào mà những cái thời trước Cindy rất là lâu á, mình thấy phụ nữ ngày xưa đó yêu thương chồng ít có điều kiện lắm. Mình thấy là có nhiều người vợ đó, chồng có đi có gia đình khác hoặc là đi xa ở tù cải tạo rất là nhiều năm, nhưng mà họ vẫn ở vậy. Và khi người chồng quay trở về, họ không cảm thấy là nó có cái sự khác biệt gì hết. Vì đối với họ đó, có những cái đứa con, có cái người đó để họ nhớ, họ thương là đủ rồi. Họ không có bị rào cản bởi là cái người đó phải ở lại phục vụ cho họ, họ có những cái đòi hỏi, họ phải làm cái bổn phận chu cấp, họ như thế không có. Cho nên người phụ nữ ngày xưa họ rất đơn thuần, họ thương một cái người đàn ông đó, là đối với họ đây là cả cuộc đời của họ, và đối với họ là cái người đàn ông này là cái đối tượng thôi, cái đối tượng cho họ thương, nhưng không cần gì hết á. Còn cái thời của Cindy trở lại đây á, thì đa phần cái phần thương yêu á, nó có rất là nhiều cái điều kiện nó kèm ở trong đó. Điều kiện là hình như là anh cũng phải có qua có lại với tôi, anh cũng phải chu cấp hoặc là như thế nào đó, thì mình có rất là nhiều. Và nhất có là nếu mà tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa thì chúng ta chia tay vậy. Nhưng mà Cindy, cái này xin lỗi là phải cắt ngang. Cái gì dẫn đến sự thay đổi như vậy, và thay đổi như vậy có tốt hơn hay không? Vì con người của mình á, nó tiến hóa theo một cái cách hưởng thụ. Nếu mà mình nhìn kỹ bây giờ, con người của mình đi theo chiều hướng hưởng thụ chứ không phải là cho đi. Ngày xưa chúng ta cho đi, nhưng bây giờ chúng ta hưởng. Và chúng ta, vì chúng ta đã hưởng thụ qua một cái thời gian,
cái nhu cầu càng ngày càng nhiều, cái đòi hỏi nó càng ngày càng nhiều, và chúng ta mặc nhiên á, nó gọi là entitlement, là cái mà chúng ta mặc nhiên là mình phải có cái này, mình phải có cái kia, mình phải có cái kia, nhưng mà mình không nghĩ tới là mình phải cho đi cái gì. Đó. Khi mà mình đi qua một cái chuỗi như vậy thì nó thành cái thói quen, và cái thói quen nó trở thành cái tính cách của mình hồi nào mình không hay. Và như vậy nó có khá ích kỷ không, khi mình chỉ biết là mặc nhận vâng. rồi cho là chuyện đương nhiên. Vâng, chính xác. Vì mình thấy bây giờ các em là iPad, iPhone có những cái không có được tiếp xúc với lại cái môi trường để mà chúng ta phụng sự, để mà làm những cái công việc volunteer work, để thấy nỗi khổ của niềm đau của người khác. Thì khi mà mình lớn lên như vậy đó, cái mà mình mong muốn là cha mẹ phải chu cấp cho mình tiện nghi vật chất, vì mình không chưa bao giờ đặt ra cái câu hỏi là vì sao mình phải được nhận những cái đó, mình đã làm gì để mình được là có mái nhà ở trên đầu, có đồ ăn ở trên bàn, mình có làm gì chưa, mình không có đặt ra câu hỏi đó, mình mặc nhiên là cái đó nó phải có. Và khi mà mình đi làm thì mình lại thấy là vì tôi đi học cho nên tôi đi làm, tôi phải được nhận cái lương này, nhưng mình không có nghĩ tới một cái ý nghĩa nó lớn lao hơn là ngoài việc mình nhận lương ra, mình có làm cho cuộc đời này nó tốt hơn không, mình có để lại cái gì để cho cái đất nước của mình, cho cái vũ trụ của mình nó trở nên tốt vì có sự có mặt của mình không. Mình không có đặt nặng cái vấn đề cho đi, mà mình đặt cái vấn đề là tôi cho này thì phải nhận được này, tôi cho này thì phải nhận lại cái kia, cho nó đi theo cái chiều hướng của hưởng thụ và trao đổi. Thì mình sẽ thấy đi qua cái quá trình càng lớn, con người nó sẽ phát sinh ra là cái tôi nhiều lắm. Nó quy lại là cái gì nó cũng chú trọng vào mình, tôi, me, I, nó cứ đi như vậy. Nhưng nó không đi vào we, nó không đi vào là chúng ta, nó không đi vào là tình đồng đội, tình hàng xóm. Ngày xưa chúng ta có tình hàng xóm rất nhiều, tình đồng đội, tình nghĩa, tình làng, tình cha, tình mẹ, nó đủ thứ hết vì mình được nuôi dưỡng theo cái phong cách đó. Còn bây giờ thì nó quy lại là cái cá nhân của mình nó như thế nào. Cho nên Cindy không đồng ý với lại cái chiều hướng mà mình, cái con người của mình nó đang đi theo cái chiều hướng đó. Cindy luôn nghĩ là con người mình không tồn tại độc lập được, mà mình á phải tồn tại và nối kết với tất cả các hiện hữu ở chung quanh mình, bao gồm là con người, thiên nhiên. Thì mình phải luôn luôn đặt mình ở trong cái vế đó là mình làm gì được cho người khác, chứ không phải là người khác làm gì để mà phục vụ lại cho mình. Cindy có một cái ước mơ là mình tạo dựng ra một cái làng, một cái town, là mọi người ở đó có thể chữa lành và tái thiết lập lại những cái thói quen và những cái hệ sinh thái mà ngày xưa ông bà cha mẹ của mình đã đi theo, là kết nối, bắt đầu kết nối con người với con người và bỏ đi những cái tiện nghi mà nó quá là kiểm soát mình bây giờ đó. Thì mình bắt đầu khi mình tiếp nhận, tiếp xúc được với thiên nhiên, kết nối được với con người á, thì cái việc mà tình yêu thương nó sẽ tới, nó sẽ vun đắp mình, và cái việc mình cho đi nó sẽ đến một cách rất là tự nhiên. Cindy lặp đi lặp lại rất là nhiều lần là chữa lành, phát triển, thì cái việc mà mình phụng sự á, nó là một cái mình không cần làm. Giống như là mình nó tự nó xảy ra như vậy đó, chứ mình không cần cố gắng. Chỉ để mà mình đi được tới cái bước đó đó là mình phải nhận ra cái gì mình đang đi theo, cái trend nào, mình đang đi theo cái chiều hướng nào, và mình có đồng ý với lại cái chiều hướng đó hay không. Mình thấy cái nào tốt với cái chiều hướng đó, và mình thấy cái gì nó không tốt. Cho nên thấy là vì sao cái bệnh tâm lý đó nó sẽ là một cái vấn nạn vô cùng lớn trong vài năm tới đây, vì mình đi theo chiều hướng đó mà. Thì cái quả mà mình phải nhận á là nó có vậy thôi, giống như là mình đã gieo cái nhân thì khi điều kiện nó đầy đủ thì cái quả nó trổ. Làm sao mình ra một cái quả mà mình sống vị tha, sống vì người khác được, trong khi tất cả chúng ta bây giờ đó là phục vụ cho bản thân mình, phục vụ cho cái nhu cầu của chính bản thân mình. Cindy cũng y chang thôi, không khác gì hết, chỉ là nhận ra và bớt đi, nhận ra và bớt đi. Nhưng mà vì cái bản gốc của con người là nó muốn cho mình, cho nên mình phải nhận thấy cái đó. Mỗi lần mà mình phục vụ cho mình thì mình phải nhận ra trước tiên, xong rồi mình bỏ nó xuống. Lần sau nó tới nữa thì mình lại nhận ra nó nữa, và mình lại bỏ nó xuống nữa. Tuyệt vời thưa quý vị. Hôm nay chúng ta không những là cùng nhau trò chuyện về tình thương yêu và yêu thương, đồng thời chúng ta còn hiểu thêm sức mạnh của nó và giá trị của nó, và đồng thời phải làm sao để thể hiện đúng sự yêu thương. Đúng không Cindy? Cindy còn có một cái lời gì yêu thương gửi đến quý vị không? Cindy thì
có thể nói là hiện tại á, là mình cái dung lượng trái tim của mình qua cái thời gian nó cũng lớn được một chút, chứ không phải là nó rất là lớn, nó không thể dung nạp nhiều thứ, nhưng mà nó lớn hơn mỗi ngày. Cái dung lượng trái tim của mình á, cái heart capacity của mình nó phải nở ra để mà mình tiếp nhận. Trước tiên là mình tiếp nhận mình nè, xong mình tiếp nhận những cái đối tượng dễ thương nè, và mình hay hơn một chút nữa đó là mình sẽ tiếp nhận được những đối tượng không có dễ thương. Cảm ơn Cindy rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình Một Tách Trà xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Chúc quý vị một ngày thật an lành và tràn đầy yêu thương.